Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộc vàng gõ cửa, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, muốn xóa sạch vận xui, tiền rơi thẳng mặt, trả sạch nợ nần, giàu có khó ai sánh bằng trong tháng 4, tháng 5 âm phải nắm chắc ba điều này. Thưa anh chị Mậu Ngọ thân mến, đa số anh chị tuổi Mậu Ngọ ở đây đều là người rất quan tâm đến vận mệnh của mình. Thế nhưng đôi khi không hiểu rõ, cứ thấy kênh nào nói giàu có, trúng số trăm tỷ rồi vào xem, làm theo mà lại không biết vận hạn thực sự của mình ra sao. Chính vì vậy mà còn rước họa vào thân, tiền mất tật mang, nợ nần chồng chất, có một số người thuộc cái gọi là thế hệ bông tuyết, họ mong manh, họ dễ vỡ. Họ than thở hoặc kể lể hết câu chuyện khiến họ tổn thương, động một chút là trầm cảm, khều nhẹ một cái là trách xã hội xung quanh không tôn trọng mình. Còn Mậu Ngọ họ không như vậy, thế hệ của họ như kiểu thế hệ sắt đá thì đúng hơn. Mậu Ngọ lấy mệt mỏi làm thức uống, lấy cô độc làm điểm tâm tráng miệng, lấy đau đớn, tủi hổ, sự coi thường của thế nhân làm món chính, lấy những thiệt thòi ta phải gánh chịu làm động lực không ngừng để ngày ngày vươn lên. Việc Mậu Ngọ làm có bản thân Mậu Ngọ biết, khi Mậu Ngọ nỗ lực có đất trời cùng nhìn, có quỷ thần cùng chứng. Và ở thời điểm mà Mậu Ngọ xứng đáng được thành tựu, vũ trụ này sẽ đưa cho Mậu Ngọ một cái thành quả tương xứng với tất cả những vất vả mà Mậu Ngọ đã cống hiến, đã gửi gắm vào cõi đời ô trọng này. Nên đừng trách tại sao Mậu Ngọ luôn phải mạnh mẽ và kiên cường như vậy, hãy cứ chấp nhận mọi điều và làm những gì Mậu Ngọ có thể. Mậu Ngọ thua cuộc, nhưng Mậu Ngọ chưa từng bỏ cuộc, và chỉ cần Mậu Ngọ không bỏ cuộc thì mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Mong trong cái đoạn thuận lợi này, mọi Mậu Ngọ sẽ tìm được đường đi hanh thông nhất cho chính mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý anh chị về tử vi 2 tháng liên tiếp là tháng 4, tháng 5 âm năm 2024 của Mậu Ngọ sinh năm 1978. Hai tháng liên tiếp này vận mệnh của anh chị dường như có một sự chuyển mình lớn. Nếu như 3 tháng đầu năm xui xẻo đủ đường, cản trở anh chị thực hiện nhiều dự định, thì tháng 4, tháng 5 âm này anh chị sẽ gặp được quý nhân phù trợ, hậu nhân giúp đỡ, cát tinh chiếu rọi mà có cơ hội một bước trở mình, giàu sang sung túc từ nay đến cuối nửa đời về sau, nếu nắm chắc 3 điều này. Vậy, để biết được tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024 sẽ ra sao, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc như thế nào, trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không, chuyện gia đình, tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý, và quý anh chị Mậu Ngọ cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ, xua hung đón cát, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp và thuận lợi hơn. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi thật kỹ nhé! Vâng, thưa quý bản mệnh Mậu Ngọ, người xưa có nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chắc hẳn những bản mệnh đang hiện diện ở đây đều có một nỗi niềm ẩn sâu trong tâm trí, đều có một nỗi đau buồn khổ, chỉ biết chôn chặt trong tâm có phải không nào? Chúc mừng quý bản mệnh đang có mặt trong giây phút hiện tại này, những lời nhắc mệnh sẽ giúp bản mệnh để lại những khó khăn, bi cực phía sau và chuẩn bị một vận trình đến tương lai hưng vượng phía trước. Theo sách cổ tiên tri tử vi được khai quật đến 2024, vận hạn dường như cũng đã bị đẩy lùi, khiến các cung mệnh hưởng lộc giàu sau những biến động tiêu cực từ hung tượng xảy ra trên toàn cầu. Vậy nhưng trong các tàng hung, và nếu bản mệnh có hữu duyên nghe hết lá số này, hẳn bản mệnh là một trong những người có thể cải biến vận mệnh theo ý mình, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến, vậy muốn địa lợi, nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Mậu Ngọ hãy chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Trước khi đi vào lá số cải vận cho tuổi Mậu Ngọ, ta tìm hiểu sơ lược về quá khứ,
cá tính và người tuổi Mậu Ngọ có định mệnh giàu sang trong tháng 4, tháng 5 năm 2024 âm lịch. Để biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, hãy cùng các nhà huyền học nhìn lại một chút về vận số cuộc đời của Mậu Ngọ để thấu triệt 2024 và đường đời về sau của Mậu Ngọ. Người sinh năm 1978 có bản mệnh là hỏa, những người thuộc mệnh này có tính cách khá bộc trực, thẳng thắn và có nhiệt huyết sôi trào. Mậu Ngọ là những người vạch ra xu hướng và đi trước dẫn đường cho đám đông đến với những điều tươi mới hơn, tân tiến hơn. Kết hợp với nhiệt huyết và tính cách mạnh mẽ của người sinh ra vào năm Ngọ, những người tuổi Ngựa 1978 thường là những người mạnh mẽ nhất trong đám đông. Họ dám nghĩ, dám nói, dám làm và đôi khi bắt người khác phải phục tùng mình. Hay nói cách khác, đây là những người có tố chất lãnh đạo vô cùng xuất chúng. Tuổi Mậu Ngọ cũng là những người vô cùng nóng bỏng và biết quan tâm người khác. Mệnh hỏa trong người họ có thể sưởi ấm các mối quan hệ, làm mối quan hệ này trở nên nồng ấm hơn, khăng khít hơn và có thể ảnh hưởng đến người khác bên cạnh. Một khi ngọn lửa ấy sôi trào, nó có thể truyền cảm hứng mãnh liệt cho người khác, để những người xung quanh. Người sinh năm 1978 có thêm nguồn năng lượng, nguồn sinh khí mới cho công việc, cũng như có thêm nghị lực, quyết tâm và can đảm vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, một khi hỏa khí trong những người tuổi này quá mạnh, có thể thiêu rụi mọi thứ, đốt cháy tất cả những gì mà người này đã cố gắng vun trồng. Kết hợp về tính cách nóng nảy, ngông nghênh của người sinh ra vào năm Ngọ, những người này càng có khả năng làm hỏng đại sự khi nóng giận, vì thế mà họ càng phải chú tâm tu tâm, dưỡng tính nhiều hơn, đặc biệt là mệnh hỏa thiên đăng trong họ càng làm cho những người này có tính cách trở nên mãnh liệt và mạnh mẽ hơn, nó có thể mang lại cho họ thứ năng lượng thuần dương nhất, để họ có được sức lực và lòng quyết tâm bằng 5 bằng 10 người khác, nhưng cũng có thể đốt cháy tất cả mọi thứ mà không gì có thể dập tắt được. Hỏa thiên đăng giống như một con dao hai lưỡi, có thể giúp người năm 1978 có thể bay cao bay xa trên bầu trời danh vọng, nhưng cũng có thể thiêu rụi tất cả, thậm chí là cả bản thân họ nếu không sử dụng nó đúng cách, hay nói đúng hơn là khi người tuổi Ngựa không biết kiềm chế bản thân mình. Người sinh năm 1978 có mệnh cách tương sinh là thổ và mộc, họ nên chọn những người này để hợp tác làm ăn cũng như kết duyên, nhằm đem lại may mắn, đặc biệt là kiềm chế hỏa kế quá vượng trong cơ thể họ. Ngược lại, tuổi Mậu Ngọ không hợp với mệnh kim và thủy, bởi vì thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim, nên những người này không nên hợp tác và kết hôn với những người mang một trong hai mệnh trên, nhằm tránh tai họa cho cả đôi bên. Thưa quý bản mệnh thân mến, mệt quá không muốn cố thì bình bình yên yên, mà máu vẫn còn, lửa vẫn lắm, nhiệt huyết vẫn nhiều. Tìm lại nỗ lực mà tìm thành quả để đổi lại bình yên dài lâu, không chỉ cho bản thân mà còn cho rất nhiều người, cơ mà trước đó Mậu Ngọ cần nhớ thế này. Thứ nhất, là một số bản mệnh có thể thành công bằng may mắn hoặc có số tận hưởng thừa kế của mẹ cha, nhưng đó không phải là Mậu Ngọ. Ngoài việc tự xây tự dựng, Mậu Ngọ sẽ không có một sự lựa chọn nào khác đâu, cơ mà lắm khi người ngoài sẽ giúp Mậu Ngọ nhiều hơn là người quen. Người thân lại chính là người mà bản thân Mậu Ngọ cần phải đề phòng. Dĩ nhiên nếu như Mậu Ngọ nhìn đời trong suốt quá, còn thì không cần phải khá chú ý mưu kế gì đâu, đơn giản đừng kể kế hoạch hay thể hiện thành quả của mình với bất kỳ ai, cứ lặng yên mà làm, từ từ mà tiến. Thứ hai, khi Mậu Ngọ cho vay, tức là Mậu Ngọ cho luôn, khi Mậu Ngọ hồn hạp làm ăn cũng nhớ tiền có thể khiến con người ta bạc bẽo hoặc tệ bạc, nên mới gọi là tiền bạc và tiền tệ. Lại hiểu cái gì ngon thì không đến lượt mình, thay vì gửi gắm cuộc đời để ai đó lèo lái, mong Mậu Ngọ chọn lĩnh vực mà Mậu Ngọ am hiểu, rồi tự mình mà lái đến đích mà thôi. Thứ ba, là trời sinh ra Mậu Ngọ là bậc quân tử, nói một là một, hai là hai, nói được làm được, không chắc làm được thì sẽ không hứa hẹn, điều này không có gì sai. Nhưng đừng suy bụng ta ra bụng người, hay trông chờ người đời đều chơi đẹp như mình Mậu Ngọ nhá, lợi ích của bản thân thì phải tự mình tranh thủ, không ích kỷ, hại nhân. Nhưng đừng để công sức bị lợi dụng, cả nể mà không đấu tranh cho những gì mình xứng đáng được hưởng, thì mãi cũng là phí hoài tâm huyết của chính Mậu Ngọ mà thôi. Thứ tư, cuộc đời một Mậu Ngọ sẽ nặng gánh lắm, trên có thân sinh phụ mẫu, cận vai thì có bạn đời, anh chị em họ hàng, dưới nách có con cái. Do cái tính cầu toàn mà có khi Mậu Ngọ sẽ theo con đến tận cuối đời, xa hơn có bạn bè thân thiết hay những người mà Mậu Ngọ mong mỏi tri ân. Nhiều gánh nặng như vậy mà không có lực để nâng thì mãi mãi chỉ biết tặc lưỡi đầy mỏi mệt, mặt nhìn bình thản mà tinh thần toàn sóng gió bên trong. Nên không vì bản thân thì cũng mong Mậu Ngọ cố vì những trách nhiệm đó tận dụng cái đoạn này mà cực lực tiến mau. Thứ năm, là tướng tinh của Mậu Ngọ vốn có sự chính trực, thẳng thắn trong đó, chấn tà xua ma, hay giản đơn Mậu Ngọ sẽ không thể đi theo đường tối, Mậu Ngọ chỉ có thể làm theo đường sáng. Lấy đức làm đầu, lấy tín làm cánh, lấy cần cù làm gốc, lấy tận tâm tận tình làm thân, để cho công việc phát triển, và chỉ cần Mậu Ngọ làm đúng thì ắt sẽ được thưởng.
làm chuẩn thì trong cái vận thế này ắt sẽ được thành tựu về thân. Còn nếu như Mậu Ngọ mong đi đường tắt, làm những điều sai trái thì có nhanh mất còn nhanh hơn là có. Nhìn đi nhìn lại vẫn cứ là vật vờ, còn giờ mới là thời điểm Mậu Ngọ tự mình bước, Mậu Ngọ tự mình xây. Đừng bỏ cuộc, Mậu Ngọ đã mệt mỏi, Mậu Ngọ đã chán trường, Mậu Ngọ đã bị mỏi mệt bao năm qua rồi. Giờ là lúc Mậu Ngọ bước thêm một xíu và được hưởng phần thưởng mà Mậu Ngọ xứng đáng được nhận. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau nỗi đau chính là sự bình yên, sau những vất vả, nhọc nhằn chính là phần quà mà mệnh số dành cho Mậu Ngọ. Vậy nên mong Mậu Ngọ đi tiếp, thực hiện tiếp con đường mà Mậu Ngọ đã tự tay lựa chọn cho chính mình. Khi màn đêm xuống, mặt trời biến mất thì vẫn còn có mặt trăng. Khi trăng không đủ tỏ vẫn còn hạng hà tinh tú ánh sao ở khắp bầu trời. Khi bóng tối bao phủ đến mức sao cũng không còn nhìn thấy thì cũng tức là trời sắp sáng rồi. Trong 2024 này, vận thế sẽ thắp sáng cho một Mậu Ngọ nào đó, rời xa bóng tối đang bủa vây mình. Vậy nên mong Mậu Ngọ may mắn, thành công, hạnh ngộ và hạnh hòa. Và tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024. 1. Là về phương diện công việc và sự nghiệp. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng cũng như hạ cái tôi của mình xuống trong mỗi cuộc thảo luận. Mậu Ngọ nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây phật lòng người tốt cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Khó khăn càng chồng chất thì Mậu Ngọ càng cần phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên. Chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng, chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề thì Mậu Ngọ mới trưởng thành và có bản lĩnh hơn nữa trong công việc. Hơn nữa, Mậu Ngọ hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế 2 tháng tới đây, tuổi Mậu Ngọ còn được các tinh thái âm trợ mệnh. Nếu như chăm chỉ, quyết tâm trong công việc thì Mậu Ngọ có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho Mậu Ngọ những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp Mậu Ngọ một tay để Mậu Ngọ thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Con giáp tuổi Mậu Ngọ là người lanh lợi, có khiếu hài hước, quan hệ rộng rãi, thích giao tiếp, cũng được mọi người đặc biệt yêu mến. Đó cũng là lý do khi Mậu Ngọ bắt tay vào bất cứ việc gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, mọi việc cứ thế mà thuận buồm xuôi gió suốt 2 tháng liên tiếp tới đây. Bên cạnh đó, chính quan còn mang tới dấu hiệu khả quan cho sự nghiệp của con giáp tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4, tháng 5 âm này. Đây cũng là thời điểm Mậu Ngọ vừa chấm dứt một hành trình dài vất vả, song hành trình ấy cũng mang đến cho Mậu Ngọ những tín hiệu đáng mừng trong tương lai. Một số quyết định sáng suốt của Mậu Ngọ cuối cùng cũng mang lại lợi ích và kết quả đáng mừng cho mọi người. Mậu Ngọ cảm thấy tự hào khi những hy sinh của bản thân là hoàn toàn xứng đáng. Không ít người tuổi Mậu Ngọ sẽ dám bắt đầu thực hiện những khởi động quan trọng, hào hứng với niềm tin vui trong công việc, những thay đổi tích cực về phong cách sống, ngoại hình lẫn sức khỏe tinh thần. 2. Về phương diện tài lộc, tiền bạc. Tốt hơn hết tuổi Mậu Ngọ không nên so sánh hoàn của mình với bất kỳ ai xung quanh, vì mỗi người đều có phúc phần riêng. Nếu Mậu Ngọ muốn giàu có hơn thì hãy không ngừng làm việc thiện, giúp người mỗi ngày. 2 tháng tới đây, khuyến khích tuổi Mậu Ngọ dùng một phần tiền bạc của mình để làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, dù chỉ cần một khoản nhỏ cho đi, thì Mậu Ngọ cũng cảm thấy mình giàu có hơn rất nhiều so với những người xung quanh mình. Vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ nhìn chung cũ khá sáng sủa khi bước sang 2 tháng liên tiếp tới đây. Mậu Ngọ càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì công sức càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Đối với người làm công ăn lương, Mậu Ngọ được nhận tiền lương, tiền thưởng vì những thành tích cao, đóng góp cho tập thể. Một số Mậu Ngọ còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương, thăng chức. Đây chính là động lực để Mậu Ngọ tiếp tục cố gắng và tin tưởng vào tương lai của mình. Đối với người làm kinh tế, Mậu Ngọ khá xông xáo, nhiệt tình, nên sẵn sàng thử sức mình trong những hạng mục khác nhau, từ đó thu về khoản lợi nhuận túc tắc. Ngoài ra, với cách đánh giá vấn đề đúng đắn, Mậu Ngọ họ cũng lường trước được những nguy cơ để tránh xa ngay lập tức. Tất nhiên, để kiếm được tiền về đầy túi, thì Mậu Ngọ cũng sẽ phải khá vất vả bôn ba và mệt nhọc. Nếu có việc cần phải đi công tác xa, hãy luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tránh trục trặc giữa đường. Ngoài ra, Mậu Ngọ cũng cần phải cẩn thận khi tham gia giao thông, nếu không dễ để xảy ra sự cố, phải mất tiền để khắc phục. Sau đây là những tuổi hợp với tuổi Mậu Ngọ trong mọi công việc làm ăn và giao dịch, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ và Ất Mão. Bản mệnh nên hợp tác với những tuổi này mà làm ăn thì tạo nhiều kết quả về tiền bạc. 3. Về vấn đề sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ không gặp phải vấn đề gì lớn trong 2 tháng tới đây. Mậu Ngọ có tinh thần hăng hái, tích cực, nên lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nếu phải cắn đáng quá nhiều công việc một lúc,
Mậu Ngọ sẽ dần cảm thấy thấy mệt mỏi đấy. Vì thế hãy luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, nhận việc thì cũng nên lượng sức mình, nếu thấy quá sức thì nên chủ động nhờ người giúp đỡ. Với những ai thường xuyên phải di chuyển, thì 2 tháng tới này cần chú ý an toàn giao thông, Thái Tuế xuất hiện là dấu hiệu Mậu Ngọ có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. 4. Về chuyện tình cảm và gia đạo. Xem tử vi tình duyên 2 tháng tới của tuổi Mậu Ngọ, các mối quan hệ tình cảm của Mậu Ngọ tiến vào giai đoạn ổn định hơn với người đã có đôi. Mối quan hệ của mọi người thêm nhiều trải nghiệm và cùng nhau vượt qua những giai đoạn quan trọng nên càng thêm mặn nồng, gia đạo bình an. Người đã kết hôn cũng dần tìm được nói chung sau những xung đột với người bạn đời của mình. Người độc thân tuy có đào hoa nhưng chưa chắc đã là đào hoa tốt. Bản mệnh có thể gặp gỡ, kết thân với một vài đối tượng nhưng tình cảm chưa sâu sắc, tình yêu đến rồi lại đi như một cơn gió thoảng qua. Không đọng lại được điều gì, nếu nhẹ dạ cả tin, Mậu Ngọ cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm do những suy nghĩ còn ngây thơ của bản thân. Quý vị thân mến, sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý vị một số cách để giúp quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ có thể hóa giải hung họa, thu hút tài lộc, đón lành tránh dữ trong năm 2024 này nhé. Thưa quý vị, sở hữu những đồ vật phong thủy may mắn của tuổi sẽ đem đến cho bản mệnh các trường khí để xuôi đuổi vận xui, thu hút nhiều tài lộc về cho gia chủ. Theo đó, đương sự nên treo nhiều đồ vật cát tường cầu may trong nhà, hoặc có thể đeo trang sức đá quý ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Trong năm có sao chiếu, ngoài ra đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến, vận khí chuyển cát lành, hung biến cát lành, vạn sự an nhiên. Và sau đây là vận trình tử vi tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024 của quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng 4 âm của năm 2024, khẩu quyết nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt, vừa được Tam Hội Thái Tuế che chở, lại có cả Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh hỗ trợ. Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước đường thành công của Mậu Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên nên lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Những việc mà Mậu Ngọ đành bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Xua tan mây mù ảm đạm, thời điểm có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa như này, nếu Mậu Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được cơ hội ngon ăn tương tự như này nữa. Bên cạnh đó, quý nhân trong tháng cũng không phải là ai quá mức xa lạ, mà đối phương có thể chính là đồng nghiệp, là cấp trên, là một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho Mậu Ngọ những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để Mậu Ngọ chạm tay tới mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, tháng này cũng cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của Mậu Ngọ, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Mậu Ngọ chủ động, xông xáo hơn hẳn, Mậu Ngọ cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy vậy, vì vận trình tháng trước không tốt, nên tháng này Mậu Ngọ càng phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc chắn đến đấy, việc mình làm, trở nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá, trong quá trình thực hiện công việc cũng có thể gặp phải trở ngại. Nhưng với điều kiện thuận lợi đang sẵn có, Mậu Ngọ sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều. Không chỉ gặp may mắn trong công việc, tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 cũng rất khả quan, tiền bạc không còn là vấn đề khiến Mậu Ngọ phải bận tâm lo nghĩ vào thời điểm này. Có tài tinh thực thần chiếu mệnh, các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng, dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Bên cạnh đó, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng gia tăng, Mậu Ngọ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Những người làm công việc cố định, nếu như có mong muốn tăng lương trong tháng này, thì Mậu Ngọ có thể mạnh dạn đề xuất và đi kèm theo là một danh sách những con số, những thành tích mà mình đạt được, cũng như khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp. Với lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công là rất cao. Người làm kinh doanh buôn bán có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tác, khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Mậu Ngọ đã vốn thông minh, tài giỏi, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với Mậu Ngọ nếu như có sẵn cơ hội. Ngoài ra nhờ có Nguyệt Lệnh hỗ trợ, nên Mậu Ngọ sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và cùng họ xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.
Với uy tín sẵn có của cả hai bên, vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng, nên Mậu Ngọ cần phải chấp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh. Áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được. Quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Con số may mắn 85, 47 và 16. Trong tháng 5 âm của năm 2024. Khẩu quyết, nguyệt lệnh ở đất Lâm Thai, vận trình sự nghiệp thăng trầm bất định, Mậu Ngọ khó đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó, mặc dù được quý nhân hữu bật nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường, nhưng Mậu Ngọ chưa biết tận dụng hết thời cơ sẵn có, Mậu Ngọ có thể tìm ra được hướng phát triển phù hợp với bản thân, cũng phát huy được năng lực, có được thành công ở bước đầu, nhưng bản chất ham vui, dễ bị lôi kéo, khiến cho những chú ngựa dễ dàng đi chệch đường ray, đánh mất những lợi thế mà mình đang sở hữu, thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời ban cho Mậu Ngọ lại chẳng hề hay biết, thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo lời kẻ xấu. Cuối cùng mọi sự đều hỏng bét, quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa dễ mắc sai lầm, con đường công danh, sự nghiệp như vì thế vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Tử vi 2024 cho thấy âm sát xuất hiện, lại thêm thái tuế ở bên tháng này, đường tài lộc của tuổi Mậu Ngọ khó bề khởi sắc, Mậu Ngọ có thể làm ra tiền nhưng lại chẳng giữ được tiền trong tay. Mậu Ngọ có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đường, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ cho Mậu Ngọ phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay của Mậu Ngọ. Những chú ngựa còn có thể vì u mê, vì chuyện tình cảm mà quyết định sai lầm, có khi biết sai mà chẳng thể làm lại, chỉ đành nhìn tiền trong tay mình trôi theo dòng nước. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. Con số may mắn 77, 35 và 92. Và sau đây là tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2024 cả nam và nữ mạng trong 6 tháng cuối năm 2024. Tháng 6 âm lịch. Nam mạng, sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ không phát triển thuận lợi được như dự tính khi bước sang tháng 6 âm này. Con giáp này cần phải chú ý trong các hoạt động hợp tác, tránh bị kẻ xấu đâm sau lưng hoặc tìm cách cướp công lao của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có tiến triển gì đáng kể, Mậu Ngọ phải dành khá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề đau đầu. Nếu như còn điều gì băn khoăn, Mậu Ngọ nên hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn, tránh tự mình mày mò tìm cách giải quyết, cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm. Nữ mạng đi xa gặp người tốt giúp đỡ, có tiến triển mới về công việc. Tháng 7 âm lịch. Nam mạng, người tuổi này không gặp được nhiều cơ hội thích hợp trong tháng 7 âm, chủ yếu là Mậu Ngọ chưa chuẩn bị kỹ các yếu tố nhân lực và vật lực, nên thời cơ đến cũng khó có thể nắm bắt, Mậu Ngọ nên coi đây là một bài học để không còn vướng phải trong tương lai. Ngoài ra, Mậu Ngọ cũng cần phải mua sắm, chi tiêu quá nhiều trong thời điểm này, vì thế chớ nên tiêu xài lãng phí hoặc đầu tư mù quáng, nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh hao tài, tốn của, thậm chí là phải vay mượn nợ nần của người khác để sống qua ngày. Nữ mạng mâu thuẫn trong các mối quan hệ khiến đương chủ hao tổn tâm trí, thậm chí hao tốn tiền bạc. Tử vi tháng 8 âm lịch. Nam mạng, Mậu Ngọ phải đối diện với khá nhiều trắc trở trong sự nghiệp vào tháng 8 năm 2024 âm lịch. Mậu Ngọ cần phải cẩn trọng trong các quyết định của mình, tránh tin người quá đáng kẻo chịu tổn thất không đáng có. Việc làm ăn buôn bán cũng cần phải chú ý, hợp đồng rõ ràng, chớ đẩy bản thân vào cảnh tranh chấp tiền bạc. Quan hệ vợ chồng cũng không được yên ấm trong tháng này, ai cũng bận rộn với các công việc riêng nên ít có thời gian để quan tâm đến nhau. Để tránh mối quan hệ trở nên lạnh nhạt thì hai người cần phải sắp xếp thời gian để hâm nóng cảm xúc. Nữ mạng, tín tâm cầu khấn sớm tai qua nạn khỏi. Tháng 9 âm lịch. Nam mạng, sự kiêu ngạo và mù quáng có thể đẩy Mậu Ngọ vào rắc rối trong tháng 9 này. Mậu Ngọ nên chú ý trong giao tiếp với lãnh đạo, tránh thể hiện cái tôi quá lớn gây ấn tượng xấu với đối phương. Phương diện tình cảm có nhiều biến chuyển tích cực hơn, người độc thân có thể gặp được vài đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên thì Mậu Ngọ cần phải khiêm tốn hơn trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành thời gian lắng nghe đối phương. Nữ mạng làm ăn thuận lợi, kiếm tiền như hái. Tháng 10 âm lịch. Nam mạng, tháng 10 âm lịch, Mậu Ngọ sẽ phải chịu đựng khá nhiều áp lực trong công việc. Mậu Ngọ không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác mà hãy tự lực cánh sinh. Khi Mậu Ngọ tự cố gắng để vươn lên,
Mậu Ngọ sẽ ngày một tài giỏi và mạnh mẽ hơn, tương lai đủ sức đương đầu với sóng gió. Trong mối quan hệ vợ chồng, hai người cần phải thẳng thắn và chân thành với nhau, chớ nên có những tư tưởng tìm niềm vui ở nơi khác. Nếu như có mâu thuẫn xảy ra, thì đôi bên cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết, chứ không phải là làm ngơ, mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Nữ mạng tiêu tốn nhiều tiền bạc cho người thân trong gia đình. Tháng 11 âm lịch. Nam mạng, người tuổi Mậu Ngọ khó mà tìm được cơ hội để phát huy năng lực của bản thân trong tháng 11 âm này. Dường như cấp trên và đồng nghiệp luôn chèn ép Mậu Ngọ, khiến cho Mậu Ngọ vất vả lắm mới đạt được mục tiêu đã đề ra. Việc làm ăn buôn bán cũng gặp khá nhiều khó khăn. Mậu Ngọ không nên vội vã tìm cách mở rộng thị trường. Hãy đánh giá chính xác tình huống trước mắt, rồi đưa ra những quyết định sau cùng cũng không muộn. Khi gặp phải khó khăn, thì Mậu Ngọ nên tâm sự với người thân hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình. Như vậy Mậu Ngọ sẽ giảm được áp lực, đồng thời được đối phương chỉ cho những hướng phát triển đúng đắn. Nữ mạng cẩn thận bệnh cũ tái phát, tốn nhiều tiền bạc. Tử vi tháng 12 âm lịch. Nam mạng, tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, dù vất vả nhưng Mậu Ngọ vẫn có thể gặp được một vài cơ hội để phát triển. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng ngần ngại thể hiện điểm mạnh của bản thân, Mậu Ngọ có thể chạm tay vào mục tiêu của mình. Người làm ăn kinh doanh nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế thị trường nên có thể mở lối đi riêng, thu hút được một lượng khách hàng mới khá lớn. Dù bận rộn nhưng Mậu Ngọ rủng rỉnh tiền tiêu, dư giả, giàu có. Chuyện tình cảm cũng hòa hoãn hơn khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của người khác. Đây là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Nữ mạng bất ổn về tinh thần khiến gia đạo không yên. Thưa quý anh chị Mậu Ngọ thân mến, qua mỗi một video, Minh Đường Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp cho quý anh chị tốt hơn. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời anh chị cùng lắng nghe lời Phật dạy về chữ tâm. Nhất thiết duy tâm tạo, chữ tâm trong kinh nghiêm, hoa trong từng viết, nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là mọi việc đều do tâm sinh ra, hiểu theo cách đơn giản. Tâm là thứ điều khiển, nảy sinh thiện ác ở đời, tâm khiến cho bạn làm người lương thiện hay kẻ xấu xa. Khi tâm tốt sẽ tạo ra thiện hạnh, nghiệp tốt, hướng con người vào con đường chính đạo. Nếu tâm xấu thúc đẩy tham, sân, si, tạo ra tội lỗi ở đời, từ trong tâm sẽ dắt, dẫn dắt hành động, từ đó tạo ra nhân quả chúng ta phải nhận. Phật dạy về chữ tâm là mong con người sống có tâm, có đức, luôn hướng tới những điều thiện lành. Nếu chẳng may rơi vào vòng xoáy oan trái, sẽ biết đường quay đầu sám hối, cải nghiệp tốt hơn. Đó gọi là tâm sinh tính, sinh tướng, tâm tốt thì mọi điều đều vẹn tròn. Tùy tâm biểu hiện, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có viết, tùy tâm biểu hiện có nghĩa là mọi việc thiện ác ở đời đều do chữ tâm biểu hiện ra. Nếu chúng ta có hành động xấu, tính bạo lực, gây thù địch, dối trá thì tâm không sáng. Tuy nhiên, nếu là người nho nhã, lịch sự, thật thà, sẽ là biểu hiện của tấm lòng tốt đẹp. Vì thế không phải tâm tốt mà biểu hiện ra xấu xa, càng không có trường hợp tâm xấu mà hành động lại đẹp. Suy cho cùng, tâm và biểu hiện là sự nhất quán, có tính tương đồng, tương thông với nhau. Do đó chúng ta có thể thông qua hành động của một người để thấy tâm của người ấy ra sao. Tam giới tận tâm tức thị niết bàn, trong kinh A Hàm có ghi tam giới tận tâm tức thị niết bàn, mang ý nghĩa là chỉ khi nào tâm sạch ba cõi, đặc biệt không còn tham, sân, si, hận thì mới thấy được niết bàn, cõi cực lạc tiên cảnh. Khi lòng tham nổi lên, có thể khiến con người làm ra những chuyện xấu xa. Ngoài ra lòng tham vô đáy không có điểm dừng, khi đã đạt được cái này lại muốn cái kia, nên con người lúc nào cũng cảm thấy vất vả, bôn ba vì những thứ chưa thực sự có ý nghĩa. Hơn nữa, một khi lòng sân hận nổi lên, con người sẽ chìm song sắc giới, sinh sự bất mãn, tự làm khổ mình. Dù không tham lam nhưng nếu có sân si thì không thể hết khổ, hết buồn, dễ đố kỵ, ghen tị mà làm việc ác. Nghiêm trọng hơn, khi lòng tham sân si nổi lên, sự ngu dốt, u mê tăm tối, không thấy đúng sai, không màng phải trái, không có tâm dẫn đường, sẽ dẫn mê lầm lạc lối. Nhất niệm sanh tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Như bạn đã biết, một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên, nếu chúng ta không tự kiềm chế khắc phục, thì trăm ngàn vạn chuyện khó khăn đau khổ, chướng ngại sẽ nối tiếp theo sau. Vì vậy, nếu muốn có cuộc sống tươi đẹp, an yên, hãy sống tốt và thật có tâm. Nếu hiểu và thấm thía những lời Phật dạy về chữ tâm, sẽ giúp chúng ta thức tỉnh trong cuộc đời này. Khi bản mệnh giữ gìn một tâm hồn đẹp, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên bình dị, đơn giản, nhẹ nhàng. Khi mang tâm xấu, thì dù có sống trong nhung gấm, lụa là, châu báu, giàu sang, cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc, yên vui. Do vậy mỗi người trong số chúng ta cần giữ cho mình cái tâm trong sáng và thiện lành bản mệnh nha.
Vâng, cảm ơn quý vị anh chị đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.